Xin chào quý vị các bạn, Đồ Gỗ Đức Hiền. Hôm nay là ngày 27 tháng 9 2019. Đồ Gỗ Đức Hiền chúng tôi có giao bức tranh khảm Vinh Quy Bãi Tổ 1m97, cao 97 phân cho nhà bác Hóa ở Định Công, Hà Nội. Đây là toàn cảnh bức tranh anh em chúng tôi vừa lắp đặt xong. Quý vị nào có nhu cầu về đồ gỗ thì xin liên hệ với Đồ Gỗ Đức Hiền. Số điện thoại là 0984 666 999. Địa chỉ tại gần cổng trường cấp 3 Tân Dân, Phú Xuyên, Hà Nội. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi. Vâng, xin cảm ơn ông Hóa đã ủng hộ Đồ Gỗ Đức Hiền. Vâng, xin cảm ơn.